Rồi, thầy đã gửi phần lý thuyết cho các bạn nha, cả cách đây khá lâu rồi, cả một tuần rồi các bạn. Và vừa rồi thì thầy có gửi cho các bạn unit 11 nha, và unit 12 ở trên page của thầy á. Các bạn hãy tải về, xem qua, đọc trước các bạn nha. Bởi vì khi mà các bạn đọc trước á, các bạn rất dễ học nha. Rồi, ở đó thì thầy ghi tiếng Anh, tiếng Việt, diễn giải tiếng Việt cho các bạn hiểu nha. Có thể là thầy chưa diễn giải hết được. Bởi vì tiếng Việt chúng ta nó hơi là màu mỡ nha. Rồi ở đây thì nhưng mà đủ cho các bạn để hiểu các bạn để mới làm bài. Rồi. Đây các bạn, thầy tóm tắt các cụm động từ luôn, có nghĩa cho các bạn luôn, dễ học luôn. Rồi, cách kết hợp từ luôn nè các bạn. Rồi, cách kết hợp từ nha. Rồi, word patterns, các cụm động từ cách xài nè. Rồi, và word form các bạn. Rồi, word form cho các bạn luôn. Vì vậy bạn nào mà tải phần lý thuyết về xem qua đọc qua thì các bạn sẽ hiểu dễ hơn khi mà làm bài này nha. Rồi các bạn cố gắng. Rồi thầy chào thì Dương nha. Rồi thầy chào thì Dương, thầy chào Tom, thầy chào Phạm Viết Huy nha. Rồi các bạn hãy chăm chỉ ha, tải về làm, xem qua. Rồi vì vậy ở đây thì các khi thầy nói thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn. Rồi. Và nếu bạn nào không hiểu thầy sẽ giải thích cuối buổi, thầy sẽ giải thích lại nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm các bạn, chúng ta sẽ làm nha. Mọi người nói rằng họ đã nè, bản thân của họ ở cái đám cưới. Rồi, họ cái gì đó đâm sales. Thì để mà dễ nhận biết các bạn, để dễ nhận biết và một cái mẹo để học á, thì các bạn cứ nhớ đâm sales các bạn, my sale nè, đâm sale, her sale hay là one sale. Thì các bạn cứ chọn cái từ enjoy các bạn. Rồi đây là cái mẹo các bạn. Còn trong cái phần lý thuyết thầy đã ghi cho các bạn á, thì cứ enjoy này các bạn, chúng ta thưởng thức cái gì đó nè, thú thích thú gì đó các bạn. Còn cái từ please này các bạn thì chúng ta vui vì ai đó làm cho chúng ta vui các bạn. Rồi ai đó làm cái gì đó cho chúng ta vui thì câu số 1 này chỉ có thể là A với C các bạn. Còn câu B á, đã làm ấn tượng bản thân mình không đúng rồi ha. Rồi còn cái từ excited các bạn. Rồi excited này người ta dùng nó như là một cái tính từ nhiều hơn. Rồi đã hào hứng bản thân của họ không đúng nha. Ở đây các bạn sẽ dùng cái từ enjoy. Lưu ý cho thầy, có thấy cái từ themselves, myself, herself, himself đó, các bạn cứ dùng enjoy nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ qua câu số 2. Rồi Mary dường như để mà đi chơi các bạn, go out đi chơi nè. Rồi đi chơi với một cái gì đó của bạn bè các bạn hầu như mỗi đêm. Thì ở đây bạn có cái từ group các bạn, group và company. Rồi group đó là một cái nhóm ha, có cùng sở thích nè, có cùng có liên quan với nhau. Còn company là sự hội họp các bạn, sự hội họp, sự bạn bè. Còn câu B các bạn là ban nè, thông thường là ban nhạc ha, nó cũng có nghĩa rằng nghĩa xấu là bè lũ các bạn. Rồi collection là bộ sưu tập. Thì ở trong đây các bạn, một nhóm của những người bạn, chúng ta không có dùng band được bởi vì nghĩa của nó là nghĩa xấu và không phải là nghĩa âm nhạc. Còn sự bạn bè không đúng ha. Ở đây chúng ta chọn cái nhóm người. Rồi một cái nhóm người là phù hợp nhất nghĩa của câu này các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 3. Người ta có thể trở nên rất cái gì đó nè khi họ bị stuck. Rồi các bạn có từ stick, stuck, stuck là bị kẹt đó nha. Rồi bị kẹt trong giao thông, có nghĩa là bị kẹt xe các bạn một thời gian rất là dài. Rồi rồi câu này lo lắng các bạn, dễ nóng tính nè, dễ nóng tính. Stressful là căng thẳng ha. Rồi press bị đè nén nè. Lưu ý cho thầy nha, ở đây là người các bạn, người ta trở nên thì các bạn sẽ không có dùng cái câu C. Câu C chúng ta sẽ không có dùng cho người ở trong đây ha, các bạn lưu ý cho thầy. Rồi chúng ta sẽ nói theo kiểu khác các bạn. Rồi ở đây thì theo nghĩa các bạn, rồi dễ cáu, dễ nổi nổi nóng, dễ khùng lên. Rồi bạn nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ thấy rõ điều này luôn các bạn. Bạn nào mà ở Hồ Chí Minh thì cực kỳ thấy rõ điều này nha. Rồi một quãng đường dài trăm mét và nhiều khi đi nửa tiếng các bạn. Rồi chúng ta sẽ qua câu số 4 các bạn. Ngày càng nhiều người hơn thì đang sống trong cái gì đó các bạn, trong độ tuổi gì đó nè. Rồi và nó là một cái vấn đề xã hội rất là nghiêm trọng. Rồi ở
Ở đây bạn có tuổi cao, tuổi rồi tuổi này là cổ xưa, tuổi xa, tuổi già. Rồi chúng ta sẽ chọn câu D các bạn nha. Ở đây là tuổi già các bạn. Ở trong bài phần lý thuyết thì người ta đã kêu chúng ta phân biệt cái từ ancient các bạn và cái từ old nè. Rồi tuy nhiên ở đây độ tuổi các bạn tuổi già ha. Rồi còn ancient này là tồn tại thời gian trong lịch sử và đã chấm dứt nha. Rồi nó là cái vấn đề xã hội rất là nghiêm trọng. Rồi bốn các bạn chọn câu D. Rồi bây giờ các bạn sẽ qua câu số 5 nha. Rồi Stephanie nè, dường như rất là cái gì đó với bạn bè cùng lớp các bạn. Thì ở trong câu này các bạn có cái từ with các bạn. Rồi with ha, một dấu hiệu dễ để nhận biết các bạn. Một á. Rồi thì trong câu này các bạn nếu bạn chọn câu B, bạn sẽ chọn là for nha, nổi tiếng for nha. Rồi ở đây thì popular with. Trong cái phần lý thuyết thầy đã phân biệt các bạn rồi ha, là famous là nổi tiếng nè, trên một cái phạm vi rộng rất nhiều người biết đến nha. Còn popular các bạn là được quý mến ha, trong cái phạm vi hẹp hơn, một cái nhóm nhỏ hơn. Rồi đặc biệt về giới từ thì nó không có lẫn lộn đâu được hết các bạn. Còn các bạn có cái từ likeable là quý mến nè, thì chúng ta sẽ không đi cái từ with này các bạn. Rồi từ no thông thường các bạn sẽ thấy rằng nó đi với at ha, nó sẽ không có đi với từ with này. Rồi bây giờ các bạn sẽ qua câu số 6 nha. Thì ở đây hầu hết nè, hầu hết người gì đó không có ý tưởng, không có biết được nó sẽ như thế nào khi mà họ nổi tiếng các bạn. Rồi hầu hết người gì đó, người bình thường nè, người typical, tiêu biểu đặc biệt, medium, người trung bình. Rồi thì ở trong đây người ta kêu chúng ta phân biệt những chữ này các bạn. Rồi lưu ý thầy nha, chúng ta sẽ không có dùng cái từ usual people các bạn. Sau này các bạn thấy là people mà các bạn thấy rằng người bình thường á, người bình thường hay là người bình dân các bạn. Rồi cứ người bình dân các bạn cứ chọn cái từ ordinary, nhớ cho thầy là vậy nha. Còn cái từ typical các bạn là một cái nét đặc trưng, nét riêng. Rồi nét đặc trưng, nét riêng, tiêu biểu của một sự việc hay sự người, sự vật đó các bạn. Còn ở đây chúng ta nói chung là tổng cộng người. Còn medium ở đây thì nó mang nghĩa là trung bình các bạn. Rồi chúng ta không có dùng medium people. Rồi bây giờ các bạn sẽ qua câu số 7 nha. Thì khi ba mẹ của tôi ly hôn các bạn. Rồi ly hôn hoặc ly dị ha. Rồi bạn bè của tôi thì rất là cái gì đó nè, và nghe lắng nghe tất cả cái vấn đề của tôi. Rồi khi bạn bè của tôi thì rất là gì đó và nghe tất cả cái vấn đề của tôi. Thì ở đây bạn có cái từ likeable các bạn là yêu mến nè. Rồi thú vị. Ở đây câu C chúng ta nghĩ rằng thông cảm nha. Rồi ở đây là thích thú. Thì rõ ràng rằng chỉ có câu C các bạn là hợp nghĩa thôi. Rồi chúng ta chưa xét tới cách sử dụng, nhưng mà câu C là hợp nghĩa các bạn. Có ý nghĩa rằng bạn của tôi thì rất là thông cảm các bạn. Thông cảm có nghĩa rằng hiểu nè, thấu hiểu, thấu đáo. Rồi ở cái vế sau của chúng ta là các bạn, họ đã gợi ý cho chúng ta là nghe cái vấn đề chúng ta nói. Rồi ở bên cạnh chúng ta. Rồi chúng ta có từ này các bạn, mang ý nghĩa rằng hiểu nha. Rồi thông cảm, thấu đáo. Bây giờ các bạn sẽ qua câu số 8 các bạn. Thì Rita thì rất gì đó nè, và rất là dễ dàng buồn khi mà mọi người chỉ trích cô ấy các bạn. Rồi Rita thì như thế nào mà rất là dễ dàng buồn khi mà mọi người chỉ trích cô ấy. Thì các bạn có cái từ level headed các bạn, có nghĩa là điềm tĩnh nha. Rồi phần thiết thì đã ghi rồi đó, điềm tĩnh nè. Câu B là nhạy cảm, còn câu C hợp lý các bạn. Còn câu D là open minded, có nghĩa là một người mà rất là cởi mở. Thì theo nghĩa của câu này, các bạn sẽ chọn câu B nha. Rồi rất là nhạy cảm các bạn, và dễ dàng buồn khi mà người ta chỉ trích. Có nghĩa rằng nói nhẹ một chút xíu thôi các bạn mà cũng buồn, ý là vậy á. Chỉ cần nói nhẹ chút xíu thôi bị tự ái, bị buồn. Rồi theo tiếng Việt chúng ta. Rồi bây giờ các bạn sẽ qua câu tiếp theo nha. Rồi câu thứ 9 các bạn. Thì cảnh sát được gọi nè, được gọi đến nè, khi cái gì đó người ta bắt đầu để mà bạo lực lên, trở nên hung hăng lên.
Rồi, cảnh sát được gọi tới khi đám đông, khi sự bạn bè. Ở đây là sự bạn bè các bạn nha. Rồi, sự bạn bè vui cùng nhau á. Rồi, company là một nghĩa chính của nó là nghĩa là công ty. Rồi, audience có nghĩa là khán giả các bạn nha. Rồi, còn cái từ hết này thầy đã ghi cho các bạn rồi. Nghĩa là bầy các bạn. Bầy dê hoặc bầy voi. Hoặc là một cái đám côn đồ. Thì ở trong số 9 này các bạn, chúng ta chưa biết được là cái nhóm người này là côn đồ hay không. Chúng ta chỉ nói chung thôi. Rồi, ở đây chúng ta nói chung thôi. Rồi, ở đây chúng ta nói chung là đám đông các bạn. Rồi, đám đông này bắt đầu trở nên bức bối, bực bội ha. Rồi, rất là giận dữ nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo nha. Là câu số 10. Ba của tôi nói các bạn, ông ấy đã từng nè gặp Robbie Williams khi ông ấy vẫn còn. Rồi, khi ông ấy vẫn còn. Unknown là vô danh. Rồi, hidden là bị giấu đi các bạn. Rồi, bị giấu đi. Còn infamous có nghĩa rằng nổi tiếng xấu nha. Các bạn đừng có lẫn lộn giữa cái từ infamous này là không nổi tiếng là sai nha. Không đúng các bạn. Ở đây là trong cái phần lý thuyết thầy đã ghi cho các bạn á. Là thầy ghi là notorious có nghĩa là nổi tiếng xấu nha. Còn này là không có liên quan. Rồi, thì ở trong câu số 10 này bạn sẽ chọn câu A nha. Rồi, có nghĩa rằng ông này vẫn còn vô danh, là chưa nổi tiếng á. Bạn nào chọn câu C là chật lắc nha. Rồi, chọn câu C là coi lại danh thầy. Rồi, chúng ta đã xong phần A các bạn. Rồi, rất nhiều bạn đã chăm chỉ là làm bài nha. Rồi, bạn Thiên Phú nè. Rồi, Thu Phương. Rồi, Phạm Viết Huy nha. Rồi, Thì Dương nè. Rồi, Hân Lê. Nguyễn Thảo nha. Rồi, Sơn Nhi Phạm nè, bạn Tom. Rồi, Trà Võ Kim Dung nha. Rồi, Yến Vi, Anh Thư. Rồi, Thư Minh. Rồi, rồi bạn Kim My. Rồi, và rất nhiều bạn khác. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo các bạn. Chúng ta sẽ qua phần B. Rồi, chúng ta sẽ qua phần B. Rồi, thì hãy khanh tròn cái từ đúng các bạn. Rồi, phần này, đây là cái phần thuộc dạng là bạn sẽ phân biệt từ vựng các bạn. Phân biệt từ vựng cách sử dụng từ. Thì những ngày này, ba mẹ của tôi thấy nó khó. Rồi, thấy nó khó khăn để mà một cái gia đình lớn. Rồi, hai từ này thầy đã phân biệt nha. Thầy đã phân biệt cho phần lý thuyết rồi. Assist các bạn là trợ giúp công sức thôi. Còn support các bạn là giúp đỡ về tiền bạc nè. Về nơi ăn, về chốn ở nha. Rồi, ở đây là trong cái gia đình thì ba mẹ sẽ là người đi kiếm tiền. Vì vậy các bạn sẽ chọn cái từ support nha. Rồi, để mà có chỗ ở nè, có đồ ăn ngon. Vì vậy là các bạn học, các bạn phải cố gắng nha. Rồi, cố gắng để cho ba mẹ đi làm về mệt nhưng mà ba mẹ rất là vui, vẫn cười, bởi vì con mình học rất là giỏi nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 2 các bạn. Thì hãy quên cái việc mà quên đi các bạn. Rồi, cái việc mà quên để mà cảm ơn chúng tôi cho bữa ăn tối. Thì cái gì đó của George các bạn. Rồi, ở đây các bạn có cái từ usual là ở mức thông thường. Cái từ typical là tiêu biểu ha. Hoặc là cái nét đặc trưng. Rồi, nét đặc trưng của một người đó các bạn. Của một vật đó. Rồi, ở đây các bạn sẽ dùng cái từ typical nha. Ở đây là cái nét đặc trưng của George là quên cảm ơn bữa ăn tối các bạn. Rồi, chúng ta sẽ không có dùng cái từ usual là hay xảy ra ha. Xảy ra theo thứ tự thời gian các bạn. Xảy ra theo thời gian. Rồi, ở đây là typical, nét đặc trưng, nét tiêu biểu của từ của George các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 3. Thì bà của tôi không có nè bất cứ cái gia đình gì đó. Home is left. Rồi, không có cái gia đình gần gũi các bạn. Ý là vậy. Rồi, bà của tôi không có bất kỳ cái thành viên gia đình gần gũi nào. Rồi, ở độ tuổi của bà ấy. Thì ở đây bạn sẽ chọn cái từ close nha. Rồi, close các bạn là gần gũi về mối quan hệ gia đình. Lưu ý thầy, close là gần gũi về mối quan hệ gia đình. Còn các bạn có cái từ near là gần về vị trí địa lý nha. Đây là gần về vị trí địa lý các bạn. Rồi, ở đây là
gần gũi về mối quan hệ gia đình. Lưu ý thầy. Rồi trong câu số 4 các bạn. Ở đây thì trong cái old time, ancient time. Rồi người ta có một cái quan điểm, một cái cách nhìn rất là khác biệt về thế giới nha. Rồi. Thì ở đây các bạn sẽ dùng cái từ ancient times các bạn nha. Rồi lưu ý thầy. Ở đây là cái thời kỳ xa xưa. Rồi thời kỳ đó đã chấm dứt rồi các bạn. Rồi, còn ở đây thì cái gì đó là cũ, không mới các bạn. Rồi, lưu ý với thầy, có thể vẫn tồn tại ở hiện tại. Rồi, còn này là chấm dứt một qua một cái thời gian, một giai đoạn rất là dài nha. Rồi, hoặc các bạn có dễ dàng nhớ, cứ tóm lại có thấy từ time các bạn. Cứ ancient time, rồi, là thời kỳ xa xưa. Rồi, bây giờ các bạn sẽ qua câu số 5. Thì câu số 5, nếu mà xét về ngữ pháp đó các bạn thấy từ for. Thì các bạn cứ chọn cái từ blame. Rồi, hoặc các bạn có thể hiểu theo cách khác. Ở đây các bạn, ai thì để mà có lỗi nè, có lỗi cho cái vụ cãi lộn nhau. Rồi, còn cái từ for này các bạn, thì nó mang ý nghĩa rằng mình nhận lỗi ha. Ví dụ như nó là lỗi của anh ta, nó là lỗi của tôi, thì bạn sẽ dùng chữ này. Còn đổ lỗi cho ai đó là chữ này các bạn. Còn mình nhận lỗi á, nó là lỗi của tôi thì chữ này. Rồi. Hoặc các bạn có thể nhìn thấy từ for, các bạn chọn cái từ blame. Rồi, các bạn có hai cách để các bạn phân biệt các bạn làm nha. Rồi, bây giờ các bạn sẽ qua câu tiếp theo các bạn. Rồi, câu số 6 nha. Bạn không biết nó thì cái gì đó nè. Để mà close your mouth, có nghĩa rằng... rồi, có nghĩa rằng đóng cái miệng mình lại ha, khi mà bạn ăn. Rồi, có nghĩa rằng đừng có mở quá to các bạn. Ý là vậy ha. Rồi chúng ta đã phân biệt cái từ kind với cái từ polite các bạn. Polite, kind đây có nghĩa rằng đối xử với ai đó một cách trìu mến, một cách tử tế ha, một cách tốt đẹp. Còn polite ở đây là cư xử theo một cái nguyên tắc thông thường, nguyên tắc giao tiếp các bạn, theo cái hành vi chung của xã hội nha. Rồi, vì vậy các bạn sẽ chọn câu polite. Các bạn có thể hiểu rằng polite chưa chắc gì là kind các bạn. Rồi, lịch sự chưa chắc gì là tử tế ha. Rồi, chúng ta có thể hiểu như vậy để chúng ta dễ nhớ trong đầu các bạn. Rồi, polite chưa chắc gì là kind. Rồi. Rồi, bây giờ các bạn sẽ qua câu số 7 nha. Rồi, thì ba mẹ của Nathan các bạn thì rất là cái gì đó nè. Khi họ thấy anh ta ở trong cái vở kịch của trường. Thì ở trong câu này các bạn, cái việc mà Nathan xuất hiện ở trong cái vở kịch của trường làm cho ba mẹ của anh ấy rất là vui. Rồi, có nghĩa rằng câu số 7 các bạn, bạn sẽ chọn câu, rồi bạn sẽ chọn chữ pleased. Rồi, chữ này nha, lưu ý thầy. Có nghĩa rằng Nathan đã làm cho ba mẹ của anh ấy rất là vui các bạn. Rồi, một cái người nào đó ha, làm cho... cái người đó vui, các bạn sẽ chọn cái từ please này nha. Để chúng ta sẽ không dùng enjoy này các bạn. Và để dễ nhớ thì hồi nãy thầy đã nói các bạn là các bạn có thể enjoy themselves himself ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ qua câu số 8 nha. Là tôi có một cái gì đó nè với mẹ của tôi. Rồi tôi có gì đó với mẹ của tôi. Thì ở trong câu số 8 này bạn thấy là đây là mối quan hệ gần gũi các bạn. Ở phần lý thuyết hệ tổng hợp cho các bạn á, một mối quan hệ gần gũi trong gia đình. Rồi, còn cái từ connection này nè các bạn, nó cũng có nghĩa là mối quan hệ, nhưng mà nó nghĩa là mối quan hệ giữa sự vật và sự việc các bạn. Ví dụ như chúng ta nói rằng hút thuốc, mối quan hệ giữa hút thuốc và bệnh phổi, thì các bạn có thể dùng connection ha. Còn ở đây, mối quan hệ trong gia đình. Rồi, bạn chọn từ relationship nha. Rồi, rất nhiều bạn chăm chỉ làm bài nha. Rồi, bạn Yến Vy nè, bạn Thư Minh. Rồi Thiên Phú ha. Rồi bạn Tom nè. Rồi bạn Tom, Nguyễn Thảo Thư Minh nha. Rồi Hân Lê. Rồi Lâm Phương, Thùy Dương nè. Rồi Thu Phương, Phạm Viết Huy. Rồi bạn Minh Kỳ ha. Rồi Thiên Phú, bạn Anh Thư nè. Rồi. Rồi bạn rồi bạn Đông Hải nè. Rồi và rất nhiều bạn khác nha. Đã chăm chỉ làm bài. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo các bạn. Chúng ta sẽ qua phần tiếp theo. Đúng rồi, Lava nói đúng rồi ha.
là phố cổ Hội An thì chúng ta dùng là Hội An, Ancient Town nha. Rồi, Hội An, Ancient Town là phố cổ Hội An các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo các bạn. Rồi, chúng ta sẽ qua phần tiếp theo. À, đây là phần mà cụm động từ nha. Rồi, cụm động từ thì chúng ta đã, thầy đã tổng hợp cho các bạn rồi. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm phần phrasal verb các bạn. Ở đây bạn có 1, 2, 3, 4, 5, 6 nè. À, 6 chữ nha. Rồi, bài chúng ta là personality, về tính cách. Rồi. Thì một vài người chúng ta các bạn, một vài người chúng ta dường như, rồi, dường như thì các bạn có cái từ infinitely, có nghĩa rằng vô vàn, nhiều nha, rất là nhiều, tử tế, rồi, cái này là cực kỳ tử tế, rồi, rất là tử tế, cực kỳ tử tế ha, nhiều sự tử tế. Trong khi những cái người khác các bạn, dường như down on everyone, rồi. Hôm qua mình có học các bạn, hôm qua mình có học á, cái bài viết mình để ít á, có một cái cụm từ tôn trọng các bạn là look up to, rồi là tôn trọng nha. Còn các bạn có cụm từ là look down on là xem thường các bạn. Vì vậy ở chỗ này các bạn sẽ chọn cái từ look nha, rồi đi với từ down on, có nghĩa là sự xem thường. Rồi, chúng ta sẽ dùng cái từ look ở đây các bạn. Rồi, xem thường. Rồi, một vài số chúng ta dường như là cực kỳ tử tế nè, vô vàn tử tế nè, rất là nhiều tử tế nè các bạn. Trong khi những người khác dường như là xem thường mọi người vòng quanh chúng ta, vòng quanh họ. Rồi, một vài chúng ta dường như là quên một cái cãi lộn nè các bạn. Rồi, dường như quên cãi lộn, có nghĩa rằng cãi lộn xong là quên các bạn. Thì trong khi những người khác úp nè. Rồi, bạn nào mà xem qua cái phần lý thuyết thì mới làm được câu số 2 nha. Còn không thôi thì các bạn sẽ không làm được câu số 2. Trong khi những người khác thì làm hòa các bạn. Rồi, chúng ta có cái từ make up là làm hòa, ý là không cãi lộn nữa nha. Rồi, phần lý thuyết thầy đã ghi cho các bạn rồi. Lưu ý cho thầy phải học thuộc nha. Các bạn phải thuộc những cái cụm từ này thôi. Trong khi những người khác thì cãi lộn, làm hòa các bạn và tha thứ cho nhau rất là dễ dàng. Rồi, rất là dễ dàng. Rồi, câu số 3 các bạn. Câu số 3. Khi chúng ta cái gì đó úp nè. Rồi, khi chúng ta cái gì đó úp các bạn. Rồi, khi chúng ta lớn lên. Rồi, chỗ này thì dễ rồi. Grow up ha. Khi chúng ta lớn lên. Thì tính cách của chúng ta phát triển và chúng ta thấy rằng chúng ta cái gì đó on nè với một số người khác hơn là một số người khác. Rồi, thì ở trong câu số 4 này bạn sẽ quan sát thấy ở đây bạn có cái từ on with các bạn. Rồi, on with nè. Rồi, chúng ta thấy rằng chúng ta hòa đồng các bạn, chúng ta có từ get on with nè, get along with ha. Rồi, nghĩa là hòa đồng nha. Chúng ta hòa đồng với một số người hơn những người khác. Cái người mà chúng ta thì dường như có một cái yếu tố di truyền các bạn, yếu tố di truyền ha. Rồi, nhiều yếu tố di truyền. Nhưng cũng bị ảnh hưởng bởi những cái người mà gì đó úp các bạn, cái người gì đó mà chúng ta úp nè. Thì ở trên, cái phần bên trên á, các bạn quan sát thấy các bạn có cái từ bring các bạn. Rồi, bring us up có nghĩa rằng ảnh hưởng bởi cái người mà nuôi dạy chúng ta. Ở trên đây là một là yếu tố di truyền các bạn. Hai là ảnh hưởng bởi cái người mà nuôi dạy chúng ta là bring us up nè. Rồi, lưu ý nha, bring up là nuôi dạy các bạn. Rồi, câu số 6 các bạn. Câu số 6 nếu ha. Rồi, nếu gì đó đây. Nếu. Rồi. Nếu chúng ta up to. Rồi, hồi nãy thầy mới nói xong, bạn đã còn nhớ không? Rồi, bạn đã còn nhớ không? Chỗ này. Nếu chúng ta look up to là tôn trọng các bạn. Rồi, chúng ta được dùng hai lần nha. Ở trên bài người ta đã ghi cho các bạn nè. Twice. Nếu chúng ta tôn trọng, lưu ý thầy đây. Look up to là tôn trọng nè. Còn look down on là xem thường.
Nếu chúng ta tôn trọng ba mẹ chúng ta hoặc những thành viên gia đình khác, chúng ta có lẽ muốn để mà giống như họ các bạn. Ở đây là từ like là giống như nha. Rồi. Thì trái lại các bạn, nếu ba mẹ chúng ta dường như để mà chúng ta down nè. Rồi các bạn kiếm từ gì đó mà down nè. On the time. Rồi, cái gì đó down on the time các bạn. Thì chúng ta có chỗ này, phần lý thuyết thầy đã ghi cho các bạn rồi. Các bạn sẽ dùng cái từ put nha. Rồi, put someone down on the time có nghĩa rằng chỉ trích các bạn. Chỉ trích, rồi có nghĩa rằng la rầy ha, mắng các bạn, la rầy chửi mắng mọi lúc. Thì chúng ta dễ dàng mà với họ rất là nhiều. Rồi, chỗ này dễ dàng fall out là cãi lộn các bạn. Rồi, có nghĩa là không có chơi với nhau nữa. Fall out là không có chơi với nhau nữa. Có nghĩa là giận các bạn, ý là vậy. Vậy thì có lẽ rằng chúng ta sẽ phát triển theo những tính cách khác nhau. Rồi, thì trong bài chúng ta các bạn ý nói rằng ba mẹ là một, những người nuôi dạy chúng ta hoặc những người nuôi dạy chúng ta hoặc yếu tố di truyền sẽ quyết định tới cái tính cách chúng ta ha, sẽ quyết định tới cái personality chúng ta các bạn. Rồi, các bài trong tiếng Anh rất là hay các bạn nha. Rồi, các bạn học vừa có thêm kiến thức các bạn. Rồi, chúng ta đã xong phần này. Rồi, để xem nhiều bạn chăm chỉ làm bài nha. Rồi, bạn Minh Kỳ nè, bạn Tom nè, rồi bạn Nguyễn Thảo ha, rồi Thu Phương, rồi Nguyễn Thảo, Thu Phương, Thì Dương nha. Rồi, các bạn rất là chăm chỉ làm bài rồi. Hy Phạm nè, Hân Lê, Thư Minh, Phạm Viết Huy, rồi Yến Vi, rồi Anh Thư nè, rồi Anh Thư, Thư Minh ha, Tom. Rồi, rồi bạn Thiên Phú ha, rồi Hân Lê, rồi và rất nhiều bạn khác nha. Rồi và rất nhiều bạn đã chăm chỉ làm bài. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo các bạn. Rồi, chúng ta sẽ qua phần tiếp theo là phần cụm từ đồng nghĩa các bạn, cùng nghĩa ha. Rồi, phần này, chỗ này các bạn. Rồi, bác sĩ các bạn nói rằng bà lão này đã chết nè. Có nghĩa rằng bạn sẽ thay cái từ die này bằng từ gì các bạn. Rồi, chúng ta học rồi, phần thầy đã tổng hợp các bạn rồi. Pass away là qua đời nha, từ trần các bạn. Rồi, qua đời, từ trần. Chúng ta dùng cái từ pass away, nó sẽ formal hơn từ die các bạn. Rồi, bạn thêm ed nha. Bạn thêm ed, bởi vì cái từ này quá khứ các bạn, nó sẽ tương đương với nhau. Rồi, bây giờ các bạn sẽ qua câu số 2 là luôn luôn support các bạn. Rồi, luôn luôn support là luôn luôn hỗ trợ ha. Rồi, hay là luôn luôn bảo vệ các bạn. Trong trường hợp này bảo vệ. Rồi, bởi vì trong bài chúng ta học cái cụm từ có nghĩa rằng đứng lên đấu tranh, bảo vệ cho. Thì chỗ này bạn sẽ dùng cái từ stand các bạn. Rồi, stand up for nha. Và đứng lên bảo vệ, đứng lên đấu tranh cho. Bạn sẽ dùng từ hiện tại nha. Rồi, bây giờ bạn sẽ qua câu tiếp theo. Câu số 3 các bạn. Thì Tony dường như là fall in love with. Rồi, fall in love with người này. Rồi, có nghĩa rằng yêu các bạn. Rồi, thì ở trong trường hợp này bạn có cái từ là té vào tình yêu với nè, hoặc là té cho nha. Rồi, fallen. Rồi, fallen for. Rồi, lưu ý với thầy, nếu như chỗ này bạn không có dùng là in love with thì bạn sẽ dùng là for nha. Rồi, fallen in love with hoặc là for. Rồi, là yêu các bạn. Rồi, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo. Câu số 4 các bạn. Ở đây là Mark thì nè, một cái bully các bạn. Rồi, bully là cái người hay bắt nạt bạn bè các bạn và đối xử tệ nè. Rồi, có nghĩa là ngược đãi các bạn. Rồi, có lẽ là ngược đãi ha. Rồi, có nghĩa rằng ngược đãi nha. Thì ở đây bạn sẽ có cái từ picks on. Rồi, picks on có nghĩa rằng đối xử tệ. Rồi, đây chữ này, treat badly. Lưu ý thầy nha, phần này thầy đã
gửi cho các bạn rồi. Lưu ý cho thầy, phải xem qua thì mới dễ làm nha, không thôi thì sẽ không có dễ các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ qua câu số 5. Rồi câu số 5 các bạn. Rồi các bạn sẽ qua câu số 5. Ở đây là các bạn có cái từ surprise. Rồi surprise. Thì ở trong phần này, tôi thì ngạc nhiên khi mà Marinda nói nè, tôi đã làm tổn thương cảm giác của cô ấy. Rồi, tổn thương cảm giác ha. Thì câu số 5. Rồi, bạn sẽ chọn từ gì? Ở đây thì bạn sẽ dùng cái từ take back nha. Rồi, tuy nhiên trong câu này các bạn sẽ dùng cái thì. Rồi, take a back. Quá khứ các bạn. Bởi vì các bạn có cái từ surprise. Surprise nó đi với surprise. Rồi, chúng ta phải biến thành V3. Bởi vì đây là to be các bạn. Rồi. Câu số 6 các bạn. Thì Richard nè, cuối cùng gặp người phụ nữ nè của anh ta. Và anh ta mơ về mơ nè, và kết hôn và bắt đầu một cái cuộc sống yên lặng, yên tĩnh nè. Rồi, thì cái cụm từ này nghĩa gì các bạn? Cụm từ này trong bài thầy đã ghi là an cư lập nghiệp các bạn. Rồi, an cư lập nghiệp. Thì bạn sẽ chọn cái từ settle down. Rồi, bạn dùng quá khứ nha. Rồi, bạn sẽ dùng quá khứ ha. An cư lập nghiệp ở Úc các bạn. Rồi. Rồi, câu tiếp theo các bạn, câu số 7 nha. Thì tôi thấy bà Khan ở trong trung tâm thị trấn và bà ấy hỏi rất nhiều thông tin về. Rồi, thì ở đây là hỏi thông tin về này các bạn. Một cái cụm này nè. Nó sẽ bằng với gì? Nó sẽ bằng với cái từ asked after. Rồi, các bạn lưu ý với thầy nha. Các bạn lưu ý với thầy, nhìn như vậy mà các bạn không có học là sẽ không làm được nha. Sẽ không xem lý thuyết trước và các bạn sẽ không làm được thật chắc luôn. Vì vậy rằng lý thuyết thầy đã tải trên, thầy đã để trên page rồi, các bạn tải về các bạn xem qua thì mới dễ làm nha. Rồi. Rồi, rất nhiều bạn chăm chỉ làm bài ha. Rồi, bạn Thiên Phú nè, bạn Hân Lê. Rồi, bạn Thân, bạn Tom. Rồi, Huy Phạm Thư Minh nha, Thu Phương Nguyễn Thảo nè. Rồi, Thì Dương, Phạm Viết Huy. Rồi, Anh Thư nha. Rồi, Tom. Rồi, Lâm Phương Nguyễn Thảo nè, Thu Phương. Rồi, Huy Phạm ha. Rồi, và rất nhiều bạn khác nha. Rồi, và rất nhiều bạn khác đã chăm chỉ làm bài. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo các bạn. Chúng ta sẽ qua phần cụm từ và sự kết hợp từ nè. Rồi, cụm từ và sự kết hợp cụm từ ha. Rồi, câu số 1 các bạn. Câu số 1. Thì ở đây someone a favor nè các bạn. Someone a favor. Rồi, bạn có thể giúp tôi không? Thì các bạn sẽ có nhiều cách nói nha. Rồi, can you give me a hand? Can you do me a favor? Can you help me? Rồi, thì ở đây là someone a favor. Bạn dùng từ do. Rồi, cơ bản, vấn đề ở đây là do someone a favor. Là giúp đỡ ai đó các bạn nha. Rồi, và hỏi Oliver để mà gặp tôi ở trong văn phòng của tôi. Rồi, tiếng nói là yêu cầu Oliver gặp trong văn phòng của tôi. Câu số 2 các bạn. Tôi không có nhiều tham vọng các bạn, nhưng tôi muốn để tốt nghiệp, sau đó một gia đình. Rồi, ý nói rằng lập gia đình các bạn. Rồi, tôi không có nhiều tham vọng đâu, tôi muốn học xong, tốt nghiệp xong và có một gia đình. Rồi, phần collocation thầy đã ghi, have a family hay là start a family. Rồi, có một gia đình, lập gia đình. Rồi. Rồi, câu tiếp theo các bạn, câu số 3 nha. Thì khi chúng tôi đi bộ xuống con đường, Helen gì đó PT các bạn. Helen PT có nghĩa rằng Helen rất là thương các bạn, nhìn thương ha, hay là xót thương. Rồi, xót thương cái người ăn mày và cho ông ấy một ít tiền. Rồi, ở đây các bạn sẽ dùng từ gì đi với từ PT nè các bạn. Rồi, từ gì sẽ đi với từ PT nè. Thì bạn có cái từ took ở đây, quá khứ là took. Rồi, took PT các bạn là
rủi lòng thương hoặc là xót thương nha. Rồi, xót thương cái người ăn mày. Rồi, lưu ý với thầy là on someone nha. Rồi, on someone. Câu tiếp theo các bạn. Rồi, câu tiếp theo. Thì tóc của Nadia trông rất là kinh khủng các bạn. Nhưng mà tôi không có gì đó can đảm để nói cho cô ấy biết về điều đó. Nói ra sợ nó chửi các bạn. Rồi, nói ra sợ nó chửi. Rồi, thì ở chỗ này. Nhưng tôi không gì các bạn. Không có sự can đảm nha. Rồi, thì ở đây câu số 4. Bạn dùng từ have the courage to do something. Ở trong phần lý thuyết, thầy đã ghi cho các bạn rồi nha. Rồi, ở đây là có sự can đảm để làm gì đó các bạn nha. Rồi, có sự van can đảm để làm gì đó. Rồi, câu số 5 các bạn. Thì tôi không thể stand là không thể chịu đựng được nè. Các bạn lưu ý với thầy nha. Các bạn có những cái chữ này nè. Can't stand hay là can't have hoặc là can't bear các bạn. Rồi, không thể chịu được, đựng được các bạn. Thì nó sẽ dùng góp in phía sau. I can't help laughing. Tôi không thể nhịn cười các bạn. Rồi, một cái gây lộn nè các bạn. Và luôn luôn phải có cái lời sau cùng. Rồi, thì ở đây cha của tôi không thể nào. Các bạn sẽ dùng cái động từ ở đây nha. Và động từ chúng ta sẽ là góp in. Không chịu thua cuộc các bạn. Thua cuộc cãi lộn á. Để cãi cho đến khi thắng thì thôi. Ý là vậy. Và luôn luôn có cái lời sau cùng, có nghĩa là ổng là người chốt vấn đề, khi nói là sẽ thắng các bạn. Chỗ này bạn nào mà không điền góp in là không đúng nha. Lưu ý cho thầy, phải điền góp in, bởi vì theo công thức các bạn có cái từ can't stand, can't have hoặc là can't bear, bear là con gấu các bạn. Rồi, là dùng góp in, nghĩa là không thể chịu được nha. Rồi. Câu số 6 các bạn. Thì cái luật mới nè dường như để gì đó với cái sự tán đồng của mọi người. Ở trong câu này bạn có cái từ with nè, someone's approval các bạn. With someone's approval chúng ta học rồi. Chúng ta phần lý thuyết thầy đã ghi cho các bạn rồi. Ở đây chúng ta sẽ dùng từ meet nha các bạn. Rồi, các bạn sẽ dùng từ meet nha. Meet with someone's approval có nghĩa rằng cái luật mới này dường như có được cái sự ủng hộ của tất cả mọi người. Rồi, meet someone with someone approval là có được sự ủng hộ của nhiều người. Rồi, câu số 7 nè các bạn. Rồi, câu số 7 nha. Ở đây, bạn có thể care up cái đứa em của bạn một lúc không? Trong khi con có thể chăm sóc, con có thể chăm nom đứa em một chốc trong khi mà mẹ đi tới cửa hàng không? Rồi, câu này dễ rồi, các chúng ta học hoài luôn. Take care of, chăm sóc ha. Rồi, look after. Rồi, câu số 7 các bạn sẽ dùng từ take. Rồi, câu số 8 các bạn, câu số 8 nó càng dễ nữa nha. Rồi, ở đây là té vào tình yêu đây các bạn. Khi mà bạn té vào tình yêu, thế giới dường như là một nơi rất là đẹp. Rồi, thì ở đây chúng ta sẽ dùng từ hiện tại các bạn. For nha, bởi vì phía sau người ta dùng hiện tại các bạn. Rồi, khi bạn té vào tình yêu thì dường như là thế giới rất là đẹp. Rồi, bây giờ các bạn sẽ qua câu tiếp theo nha. Là tôi không thật sự bạn nè, rất là dễ dàng. Tôi rất là ngại ngùng. Rồi, câu số 9 nghĩa là kết bạn các bạn. Thì kết bạn bạn sẽ dùng cái từ gì? Rồi, kết bạn bạn sẽ dùng cái từ make friends ha. Rồi, tôi thật sự không kết bạn dễ dàng. Bởi vì tôi rất là shy các bạn. Rất là ngại ngùng. Rồi, câu tiếp theo. Tôi không nhận ra ác này các bạn khi tôi gặp anh ấy, bởi vì anh ấy thì, rồi, disguise là ngụy trang các bạn. Mấy từ này thầy đã tổng hợp cho các bạn rồi nha. Rồi, các bạn có cái từ in disguise là ngụy trang. Rồi, anh ta ngụy trang. Rồi, câu số 11 các bạn. Thì bạn thì trong một cái gì đó rất là giỏi nè. Tại sao bạn rất là vui? Rồi, ở đây bạn trong một cái gì đó các bạn. Các bạn hay xem phim á, các bạn hay nghe người ta nói các bạn, I'm not in the mood of cái gì đó. Các bạn in the mood of cái gì đó. Thì không có tâm trạng. Ví dụ như là không thích ăn cái gì đó thì cứ in the mood of cái gì đó các bạn.
Rồi, ở đây bạn sử dụng từ mood nha, là tâm trạng, tâm trạng, tâm trí các bạn. Thì bạn trong một cái tâm trạng rất là tốt, tại sao bạn rất là vui. Rồi, ý là vậy. Rồi, câu số 12 các bạn. Rồi, câu số 12. Nếu bạn tiếp tục lời hứa của bạn, người ta sẽ không có tin bạn. Rồi, nếu bạn tiếp tục lời hứa của bạn, người ta sẽ không có tin bạn nha. Rồi, rõ ràng rằng chúng ta có cái từ break. Break là phá vỡ lời hứa các bạn, có nghĩa rằng là xù á. Rồi, ở đây thì chúng ta phải dùng in nha, bởi vì các bạn có cái từ keep mà. Keep này, không thể nào hai động từ thế này được, chúng ta sẽ không có dùng hai từ các bạn. Chúng ta cũng không có dùng to, break. Ở đây là keep ha. Rồi, group in đây. Phải dùng group in nha, bạn nào không group in đây sẽ sai. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn. Chúng ta sẽ qua câu số 13 nha. Tôi thật một cái giấc mơ các bạn, một cái giấc mơ cực kỳ xa lạ, kỳ lạ vào tối hôm qua về cái người bạn của tôi. Thì câu số 13, tôi có một giấc mơ kỳ cục tối hôm qua về một người bạn của tôi. Had a dream các bạn nha. Rồi, I had a dream. Rồi, ở đây là giấc mơ, bạn dùng từ had. Rồi, nhiều bạn chăm chỉ làm bài nha. Rồi, bạn Anh Thư nè, Phạm Viết Huy, Thì Dương nè, Thu Phương. Rồi, Thiên Phú Tom nha. Rồi, anh Kim Ni nè, Hân Lê nè. Rồi, Thư Minh. Rồi, Lâm Phương nè. Rồi, Yến Vi ha. Rồi, Thiên Phú. Rồi, Thì Dương nè. Rồi, Ngọc Khánh nè. Rồi, Thư Minh, Minh Kỳ nha. Rồi, Nguyễn Thảo. Rồi, và rất nhiều bạn khác ha. Rồi, và rất nhiều bạn khác. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo các bạn. Chúng ta sẽ qua phần tiếp theo. Rồi, word patterns cũng là sự kết hợp từ. Rồi, rồi bây giờ chúng ta sẽ làm các bạn. Bạn nhìn vô, bạn thấy cái từ convince. Ở đây là thuyết phục nè. Rồi, rồi sẽ dùng giới từ gì? Ý là vậy các bạn. Thì chính quyền đang cố gắng để mà thuyết phục người ta về việc là có sự nhu cầu để mà tăng thuế các bạn. Rồi, cố gắng thuyết phục người ta rằng nên đóng thuế ha. Thì convince này chúng ta đã học rồi. Ở trong cái phần lý thuyết thầy đã ghi cho các bạn rồi nha. Rồi, bạn sử dụng từ of các bạn nha. Rồi, bạn sẽ dùng cái từ of các bạn. Rồi, bây giờ các bạn sẽ qua câu tiếp theo các bạn. Convince of, thuyết phục nha. Convince someone of. Câu số 2. Thì tôi tin rằng bồi thẩm đoàn. Rồi, ở trong quan tòa các bạn, một cái nhóm quan tòa thì đã ghi cho các bạn ha. Rồi, chúng ta có cái từ judges nè, là quan tòa, những cái ngược rồi. Nên độc lập. Rồi, một số chữ này nè các bạn, các bạn hay quên, hay chắc luôn. Một số bạn sẽ dùng cái từ on. Rồi, câu số 2 để thầy xem các bạn đã dùng từ on không nha. Rồi. Câu số 2 để thầy xem có bạn nào dùng on không. Rồi, lưu ý thầy, các bạn có cái từ dependent đó các bạn. Dependent đó thì on, nhưng mà independent đó các bạn là from hoặc là of nha. Of nè, lưu ý với thầy ha. Bởi vì đề thi chuyên Anh này thấy nó ra rồi đó các bạn. Câu này không dễ đâu. Ở đây thì có thể trong bài chúng ta có ghi thì các bạn thấy dễ, nhưng mà đi thi á là không có dễ đâu nha. Lưu ý với thầy, independent bạn sử dụng of hoặc là from nha. Rồi, hoặc là from các bạn. Nếu như các bạn có cái từ dependent các bạn. Rồi, dependent on là phụ thuộc vào. Rồi, cái này là phụ thuộc vào nè. Rồi, cái này là phụ thuộc vào nha. Phụ thuộc vào. Rồi, lưu ý cho thầy là independent nói về, nhưng mà nhiều khi là bạn lại quên đó. Of nè, from, độc lập khỏi nha. Rồi, lưu ý với thầy đó, nhìn như vậy bởi vì thầy thấy rất nhiều bạn sai rồi đó. Rồi, chúng ta sẽ qua câu khác, câu tiếp theo các bạn, câu số 3 nha. Thì những cư dân địa phương các bạn, những cư dân địa phương, ở đây là object các bạn, object là phản đối nha. Rồi, cư dân địa phương phản đối. Cứ thấy object, cứ tu quốc in cho thầy. Rồi,
Đây là cái cách kết hợp từ, cách sử dụng từ, bạn lưu ý với thầy. Rồi, thì những cư dân địa phương phản đối cái nhà máy năng lượng mới ở trong khu vực của họ. Rồi, lưu ý với thầy nha, cứ object hoặc là các bạn có cái từ commit này. Commit các bạn. Rồi, hoặc các bạn có một số chữ nữa nha, các bạn có cái từ devote nè, tận tụy các bạn, tận tụy cống hiến nè, và một số chữ nữa là cứ tu quốc in vô thầy. Rồi, bây giờ các bạn sẽ qua câu số 4 nha, là bạn có nghĩ rằng họ cấm nè, ở đây là ban là cấm nè các bạn, cấm. Rồi, ở đây thì câu số 4 này người ta đang kiểm tra các bạn là cấm someone từ nha. Tóm lại thông thường cấm các bạn, cấm phòng chống, phòng tránh, prevent đó các bạn. Rồi các bạn cứ from hoặc là stop from. Rồi, ý nói là cấm nha. Rồi. Thì MP các bạn, MP là member of parliament, là thành viên của nghị viện ha, đã yêu cầu thủ tướng các bạn. Rồi, yêu cầu thủ tướng thì chú ý hơn về những cái vấn đề xã hội đang phát triển. Thì ở đây thành viên quốc hội hỏi ông ấy, thủ tướng, hỏi nếu, hỏi what. Rồi, thì ở trong câu số 5 này các bạn, chúng ta có ask if nha. Thì đây chính là câu tường thuật các bạn. Thực chất nó chính là câu tường thuật. Rồi, chỗ này nó chính là whether nè. Rồi, các bạn sẽ dùng cái hai chữ này nha. Rồi, chúng ta hiểu là câu tường thuật để cho chúng ta dễ sai. Còn trong cái sự kết hợp từ, người ta ghi cho chúng ta là ask if hoặc là ask whether các bạn. Rồi. Rồi, bây giờ các bạn sẽ qua câu số 6 nha. Rồi, câu số 6 đây các bạn. Thì hầu hết người ta dường như đồng ý nè. Rồi, cái sự chỉ trích của tờ báo chính phủ. Rồi, sự chỉ trích của tờ báo. Rồi. Rồi, thì ở trong câu số 6 này, người ta đang hỏi chúng ta các bạn. Ở đây là agree. Rồi, và ở đây là something nè. Ở đây đồng ý với các bạn nha. Rồi, ở đây đồng ý với ha. Lưu ý cho thầy nha, là ở trong bài cái phần kết hợp từ này, thầy đã ghi cho các bạn khá nhiều rồi nha. Rồi, ở đây các bạn xem qua đây. Đây các bạn. Ở đây nè, agree nè, with nè. Một tổ chức nè, một người hoặc tổ chức nè. Rồi, with on to something. Rồi, to do, that nè. Rồi, chúng ta có đầy đủ rồi các bạn. Rồi, ở đây bạn sẽ chọn là with nha, với cái sự chỉ trích của tờ báo về chính phủ nha. Rồi, câu số 7 các bạn. Câu số 7 các bạn có cái từ rely ha. Thì tôi không nghĩ rằng người ta nên phụ thuộc vào state là nhà nước các bạn. Nhà nước ha. Các bạn có từ state school là nhà trường công các bạn, trường của nhà nước các bạn. Rồi, ở đây các bạn có từ rely thì người ta đang hỏi chúng ta là các bạn sử dụng cái giới từ gì. Rồi, cứ rely chọn on cho thầy. Rồi, cứ rely, bạn chọn on là dựa vào nha. Rồi, câu số 8 các bạn. The mayor. Chữ này bạn đọc là mayor. Mayor các bạn. Rồi, the mayor. Thì cái thị trưởng các bạn bị tấn công. Bị tấn công nè. Tiền công. Rồi. Thì ở trong câu này, có nghĩa rằng bị chất vấn các bạn. Bị chất vấn vì tiền công. Thì ở đây cái từ attack này bạn sử dụng cái từ gì? Rồi, nhìn như thế này nhưng mà không dễ làm các bạn nha. Thì cái từ attack này bạn sẽ chọn câu A nè. Rồi, attack for nè, lưu ý thầy, attack for ở group in nha. Hoặc là bạn có thể dùng từ on, chỗ này có thể dùng từ on nè, như thầy đã ghi cho các bạn nha. Rồi, đây các bạn, attack nè, ở đây danh từ bạn dùng on nè, hoặc ở đây bạn dùng for nè. Rồi đó, thầy đã ghi cho các bạn rồi. Bạn nào mà làm xuyên xem qua thì dễ làm nha. Rồi, bạn nào làm xuyên qua thì rất là dễ làm. Rồi, rất nhiều bạn chăm chỉ làm bài nha. Bạn Tom nè. Rồi, bạn Anh Thư. Rồi, bạn Thư Minh Huy Phạm nha. Rồi, Thiên Phú nè. Rồi, Ngọc Khánh nè. Rồi, Nguyễn Thảo nè. Rồi, Thì Dương nha, Yến Vi nha. Rồi, Kim Anh, Thu Phương. Rồi,
và rất nhiều bạn khác nha, Phạm Viết Huy, Huy Phạm nha, rồi Anh Thư, Nguyễn Thảo, rồi Thì Dương, Tom, rồi rồi bây giờ Thiên Phú nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo các bạn. Đây là phần G nha. Phần này thì người ta yêu cầu các bạn rằng bỏ ra một từ các bạn. Rồi bỏ qua một từ, bỏ đi một từ. Rồi chúng ta làm hoài cái dạng này các bạn. Sống cùng với nhau trong xã hội. Rồi ở đây heo các bạn nói nè, Jean Bowles một cái người này nè, là những cái người khác. Rồi là những cái người khác, và liệu bạn đồng ý với hoặc là không. Rồi bạn đồng ý với hoặc là không, thì ở trong câu này các bạn có cụm từ này nè, các bạn có cụm từ này nè, agree with or not ha. Rồi agree with thì hồi nãy chúng ta xem các bạn xem thì các bạn thấy rằng phía sau nó đòi hỏi một cái somebody ha, rồi hoặc là something. Ở đây không có các bạn, không có thì các bạn bỏ này đi nha, bởi vì không cần thiết các bạn. Thì cái từ somebody, something chúng ta có thể tự hiểu ha, nhưng mà dài dòng các bạn, ở đây nó dư rồi. Hoặc không nè, chúng ta on have là tất cả chúng ta đều học để sống cùng với nhau. Bạn quan sát thì khúc này rất là kỳ nè. Rồi ở đây tự nhiên là we are, còn on còn have nữa. We are là chủ ngữ cộng động từ, rồi on rồi cộng động từ là không phù hợp nha. Rồi nó rất là sai, rất là rõ ràng. Rồi bạn bỏ đi từ A đi các bạn. Rồi chúng ta không bỏ được từ have ha, bỏ từ A đi. Rồi chúng ta phải học để sống cùng với nhau. Chúng ta có lẽ không luôn luôn ủng hộ cái điều này. Rồi ủng hộ cái hành vi của những người khác. Rồi thì ở trong câu này các bạn approve of nè, rồi tán thành hành vi của những người khác, còn chữ that này không đúng nha. Chữ that này nếu mà vấn đề đó hay chuyện gì đó thì được các bạn, còn đây là hành vi của những người khác còn đó nữa thì nó sẽ không đúng các bạn nha. Rồi rồi tiếp các bạn, nó thì không có khả năng để mà ép những cái người khác để mà cư xử một cách chính xác. Cái cách mà chúng ta nghĩ hoặc chúng ta nghĩ là họ nên làm. Rồi thì ở trong câu này các bạn, ở trong câu này bạn có cái từ force các bạn. Rồi chúng ta có từ force nè, force someone to do something, bạn sẽ thấy cái từ in này nó dư. Các bạn lưu ý cho thầy là cái dạng bài tập này sai nếu chỉ ra thì bạn thấy rất là dễ nha, nhưng mà nếu bạn làm bạn tìm, bạn thấy nó không dễ tìm, bởi vì nhìn chữ nào không giống chữ nào các bạn. Rồi lưu ý với thầy vì vậy rằng cái lỗi thông thường là lỗi nhỏ, sai lỗi nhỏ người ta không có cho các bạn lỗi khó đâu, các bạn cũng yên tâm chuyện như vậy nha. Rồi nó thì không có khả năng để ép buộc những người khác để cư xử một cách chính xác như cách chúng ta nghĩ họ nên làm. Dĩ nhiên các bạn, luật cấm nè từ tất cả các hành vi. Rồi dĩ nhiên luật cấm nè từ tất cả những hành vi, và nếu như bạn thuyết phục để mà đủ người ta. Rồi ở đây thì tập bởi vì rồi chỗ này các bạn, ở đây bạn bỏ cái từ from nha. Rồi vì sao, hồi nãy chúng ta học rồi, ban cái gì đó các bạn, ban người from something, rồi cấm ai đó về việc gì đó. Còn chỗ này là ban something nè, không có chữ from chỗ này ở đây nha. Rồi ban là cấm nè. Rồi và nếu bạn có thể thuyết phục và nếu bạn thuyết phục đủ người, ở đây convince, ở đây không có tu các bạn, không có tu someone, convince someone luôn. Rồi of cái gì đó ha, hồi nãy chúng ta học of gì đó, còn ở đây là không có tu someone. Rồi bạn có lẽ có khả năng để mà có chính quyền để mà thông qua một cái luật mới nha. Rồi để mà thông qua một cái luật mới này các bạn. Lưu ý là các bạn thầy đánh lại nha, thầy sẽ không theo cái trang này, và các bạn cố gắng nhìn chút xíu. Hầu như được, dù cho hầu như nè. Rồi bạn phải để người ta sống cuộc sống của họ. Rồi ở đây bạn có từ let nha, let someone bước qua, chữ off này vô không đúng ha. Rồi bạn phải để người ta sống cuộc sống của họ, rồi trong cùng cách mà bạn mong đợi họ để mà cho phép bạn để mà sống cuộc đời của bạn, hay là sống theo cách của bạn. Có nghĩa rằng
bạn mong muốn người ta như thế nào với bạn thì bạn sẽ như thế nào với người ta. Rồi, chỗ này bạn bỏ cái từ for nha. Vì sao? Allow someone to do này các bạn. Rồi, chữ for này là không đúng ha. Rồi, bạn không phải giả vờ nó rằng. Rồi, cái gì đó sai sai nè. Bạn không phải giả vờ rằng các bạn. It đây là you. Rồi, bạn không phải giả vờ rằng bạn thích cái cách mà những người khác sống, nhưng hãy để họ là bản thân của họ thì thông thường là sự lựa chọn duy nhất. Rồi, thì chỗ này bạn có từ let nè. Ở đây someone, let someone còn gấp one nha. Rồi, chữ to này là sai các bạn. Chúng ta có let someone gấp one, allow someone to gấp one, permit someone to gấp one. Rồi, chúng ta đã học rồi. Thầy đếm lại ta đủ 10 chữ không? 3, 6, 10. Rồi, 10 chữ đúng rồi các bạn. Rồi, như thầy đã nói thì cái phần này các bạn, nó không có dễ nha. Rồi, những cái từ mà điền rất tìm rất là dễ nhưng mà khó, rất là khó tìm các bạn. Rồi, rất nhiều bạn chăm chỉ làm nha. Rồi, bạn Vi nè. Rồi, bạn Vi, bạn Thư Minh, bạn Khánh nha. Rồi, rồi bạn Thiên Phú nè, Hân Lê, Anh Thư nha. Rồi, Thu Phương nè, Lâm Phương nè, Minh Kỳ nè. Rồi, Thư Minh. Rồi, rồi Hân Lê, Phạm Viết Thi, Thư Phú nè, Thiên Phú nè. Rồi, Kim Dung. Rồi, Thu Phương, Nguyễn Thảo. Rồi, và rất nhiều bạn khác ha, đã chăm chỉ làm bài. Rồi, các bạn làm rất là tốt. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần này các bạn. Rồi, chúng ta sẽ qua cái phần phần này. Rồi, chúng ta sẽ qua cái phần chờ thầy chút. Rồi, chúng ta sẽ qua cái phần word formation các bạn. Rồi, word formation. Rồi, đây là dạng bài tập mà chúng ta làm hoài các bạn. Rồi, chúng ta làm hoài. Bạn sẽ điền danh từ, tính từ, động từ, trạng từ nha. Ở chỗ này. Rồi. Rồi các bạn. Word form. Thầy đã ghi cho các bạn rồi. Thì ở đây tôi có một cái statement. Một cái gì đó statement các bạn. Thì một cái gì đó là sẽ là danh từ. Hoặc các bạn có thể suy luận là danh từ đứng sau tính từ. Rồi. Các bạn có cái từ argument. Là sự cãi lộn các bạn. Cãi nhau, cãi lộn. Rồi, cãi nhau, cãi lộn. Tôi có một cái sự cãi lộn rất là vớ vẩn với người bạn thân của tôi vào cái ngày đó. Tất cả thì bắt đầu bởi vì chúng tôi đang nói chuyện về. Rồi, đang nói chuyện về. Phải là về something các bạn. Rồi. Rồi, thì ở trong trường hợp này bạn thấy nè, and nè, have been nè. Rồi, and have been các bạn. Rồi. Thì chỗ này bạn có thể dùng cái từ marry in nha. Rồi. Hoặc bạn có thể dùng cái từ married. Married là kết hôn các bạn. Married, married. Rồi. Nói về kết hôn, đám cưới các bạn. Và có một gia đình. Thì tôi nói rằng cái gì đó thì quan trọng khi bạn kết hôn. Và cô ấy nghĩ rằng đó thì không quan trọng các bạn. Hoặc là rác rưởi nè. Nó thì không quan trọng và rằng cái gì đó thì quan trọng hơn. Rồi, cái gì đó thì quan trọng hơn. Rồi, thì ở đây các bạn sẽ chọn một cái danh từ nha. Ở đây, tôi nói rằng cái gì đó thì quan trọng bởi vì các bạn cần một cái chủ ngữ các bạn. Rồi, politeness nha. Tôi nói rằng sự lịch sự thì quan trọng khi bạn kết hôn. Rồi. Và cô ấy nói rằng điều đó thì vớ vẩn nè, rác rưởi là vớ vẩn các bạn. Và cô ấy nói rằng cái sự tử tế thì lại quan trọng hơn. Rồi, thì cãi lộn. Rồi, chỗ này các bạn sẽ dùng một cái danh từ sự tử tế nha, là kindness. Rồi, sự tử tế thì quan trọng hơn. Vậy là chúng tôi thì không có khả năng để mà đi tới một điểm chung. Thì theo câu số 5 á các bạn, theo câu số 5 á, vậy thì chúng tôi thì chỗ này phải không có khả năng nha. Bởi vì theo nghĩa
ở bên trên các bạn, thì chúng ta sẽ dùng phủ định chỗ này. Và vấn đề chỗ đây là bạn sẽ dùng cái từ loại gì? Danh tính động trạng ha. Ở đây bạn có to be nè, ở đây bạn có to. Rồi bạn sẽ dùng tính từ nha. Rồi unable to các bạn. Unable to. Chúng tôi thì không có khả năng để đồng ý. Và cuối cùng cô ấy rời khỏi và không nói lời tạm biệt. Rồi tôi hy vọng rằng nó sẽ không có spoil các bạn, là làm hư hỏng. Rồi làm hư hỏng ha mối quan hệ của chúng tôi. Rồi các bạn có cái từ friendship nha. Rồi không có làm, rồi thiệt hại cái tình bạn của chúng tôi. Rồi hai người bạn này cãi nhau rất là chuyện rất là vô duyên, ý là vậy. Rồi nhiều bạn chăm chỉ làm nha. Thiên Phú nè, Yến Vi, rồi Thu Phương, rồi bạn anh Kim Ni nè, Hân Lê, rồi Thì Dương ha, rồi rồi bạn Lâm Phương nè, rồi và rất nhiều bạn khác nha đã chăm chỉ làm bài. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn. Rồi chúng ta sẽ qua câu tiếp theo. Rồi bạn Tom nè. Rồi chúng ta sẽ qua phần tiếp theo là phần cuối cùng các bạn. Đây sẽ là phần work form, phần cuối cùng, và sau đó chúng ta sẽ dừng. Rồi rồi câu số 1 nè các bạn. Câu số 1. Đây, câu số 1. Rồi, câu số 1. Người bạn thân, người bạn tốt nhất của tôi các bạn, có một cái gì đó lớn nè. Và mọi người thích cô ấy nè các bạn. Rồi, có cái gì đó lớn và mọi người thích cô ấy. Thì ở đây bạn sẽ dùng một cái danh từ. Rồi, sau này thì bạn sẽ học sang B, sang C1, C2. Bạn sẽ thấy rằng cái từ person này rất nhiều danh từ các bạn. Các bạn sẽ có rằng personnel, personal nè, personalization, quá trời luôn. Còn ở đây các bạn sẽ học dễ hơn là personality ha, personality. Rồi, có một cái nhân cách các bạn, có một nhân cách, một tính cách tuyệt vời, ý là vậy. Rồi, có một cái danh từ nha, có một danh từ các bạn. Rồi, chỗ này cũng có một cái danh từ luôn các bạn. Tôi có một gì đó tốt với mẹ của tôi và tôi có thể nói mọi thứ chuyện của tôi về bà ấy các bạn. Rồi, ở đây có một mối quan hệ nha. Rồi, chỗ này chúng ta học rồi, relationship các bạn. Rồi, mối quan hệ gần gũi các bạn. Ý nói là thân thiết. Rồi, relationship các bạn. Các bạn sẽ không có dùng relation nha. Rồi, relation nó nghĩa rằng người bà con các bạn. Rồi, hoặc là liên quan. Rồi, câu tiếp theo. Câu tiếp theo, câu số 3 các bạn. Rồi, câu số 3. Rồi. Thì ở trong câu này các bạn, họ vừa mới nè. Họ vừa mới xuất bản nè, một quyển sách gì đó của Tổng thống George Bush các bạn. Và nó rất là thú vị các bạn. Rồi. Thì ở cái từ correspond này, thầy nghĩ rằng một số bạn sẽ dùng NT nha. Rồi. Các bạn hãy xem đây, sự khác biệt giữa NT và CE nha. Rồi. Rồi. Bạn hãy nhìn đây nha, bởi vì nó đặc biệt các bạn. Rồi, correspondent này, NT này các bạn. Thì nó là người nha. Rồi. Correspondent NT này bạn nè, nó là một cái người phóng viên. Rồi. Còn nếu như bạn chọn là CE nè. Rồi, nếu bạn chọn CE thì nó nghĩa rằng thư tín thương mại các bạn. Rồi, chỗ này bạn nào mà dùng là NT là không đúng nha. Họ vừa xuất bản những lá thư tín thương mại, thư tín của cái ông tổng thống này các bạn. Rồi, correspondent. Rồi, lưu ý cho thầy, NT là danh từ chỉ người nha. Rồi, lưu ý nha, nhìn như vậy mà dễ sai đó các bạn, không có dễ đâu. Rồi, chúng ta sẽ qua câu số 4. Ngày mai chúng ta sẽ học 9 giờ các bạn nha. Ngày mai chúng ta sẽ học lúc 9 giờ. Bởi vì ngày mai chúng ta ôn lại cái bài rất là ngắn các bạn. Ngày mai các bạn lưu ý nha, mai chúng ta học 9 giờ. Jenny dường như các bạn để nói chuyện về cái sự tranh cãi của cô ấy với Nancy. Nhưng mà cuối cùng thì tôi biết được cái sự việc. Rồi, thì theo nghĩa câu này, bạn sẽ dùng phủ định. Ở đây là dường như được các bạn. Rồi,
các bạn có cái từ willing là tính từ ha, sim cộng tính từ. Ở đây theo nghĩa các bạn, giường không có sẵn sàng, không có sẵn lòng. Rồi, Jenny không có sẵn sàng, sẵn lòng, sim cộng tính từ. Ở đây là anh. Rồi, bây giờ các bạn sẽ qua câu tiếp theo. Ở đây các bạn. Rồi, tiếp theo. Thì khi mà tôi chờ Kylie đến rạp chiếu phim, tôi cắn móng tay các bạn. Tôi cắn móng tay. À, gì đó ha. Rồi, bổ nghĩa cho cái từ cắn nè. Bổ nghĩa cho cái từ cắn này, bạn sẽ dùng cái từ nervous ha. Rồi, nervously. Bạn sẽ dùng trạng từ bổ nghĩa cho động từ thường nha. Rồi, bạn sẽ dùng động từ ở trạng từ bổ nghĩa động từ thường. Rồi. Câu số 6 các bạn, hãy phớt lờ cái mà Sheldon nói về bạn đi. Nó chỉ là cái gì đó các bạn. Rồi, nó chỉ là cái sự ghen tị thôi. Ở đây bạn sẽ dùng cái danh từ nha. Rồi, nó thì chỉ là cái dùng danh từ các bạn, jealousy. Rồi, nó chỉ là sự ghen tị thôi. Rồi, câu tiếp theo các bạn. Thì trong quá khứ, trẻ em được mong đợi rất là vâng lời. Các bạn có từ obey nè, obedient, disobedient, không vâng lời. Ở đây thì bạn cần cái từ vâng lời nha. Rồi, obedient. Rồi, obedient là vâng lời. Ở đây các bạn dùng tính từ các bạn, bởi vì chúng ta có very trạng từ nha. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 8 các bạn. Câu số 8 nha. Thì Brenda nè, đổ lỗi cô ấy. Cái gì đó nè. Lên cái sự mà độc thân các bạn, nhưng mà tôi không có chắc nha. Rồi. Thì ở đây câu số 8 các bạn, ở đây câu số 8 her cái cộng danh từ các bạn. Và theo nghĩa của câu á, thì bạn phải dùng cái danh từ số bạn phải dùng một danh từ mà kho mang nghĩa phủ định nha. Rồi, ý là vậy các bạn, đổ lỗi cái sự không hạnh phúc. Rồi. Lên cái việc độc thân, ý nghĩa là không gia đình các bạn, không có gia đình. Nhưng mà tôi không có chắc. Chuyện đó là đúng, ý là vậy. Rồi, câu số 9 các bạn, thì Tom biết rằng nè, được chọn như là một cái lớp trưởng nè, là một cái gì đó thật sự. Rồi, bạn có từ achieve. Real là tính từ ha. Rồi, achievement danh từ. Chỗ này bạn sẽ điền cái danh từ. Thành tựu, thật sự các bạn, ý là vậy. Rồi, câu số 10. Thì Kevin các bạn thì quá là nhạy cảm nè. Đến nỗi bạn phải rất là cái gì đó, cái mà bạn nói với anh ta. Ý nói là dễ buồn, dễ giận các bạn, nói nhẹ thôi, không đúng ý là giận. Rồi, Kevin rất là nhạy cảm rồi, bạn phải rất là, ở đây to be nè, very. Rồi, to be, very. To be trạng từ thì chỗ này sẽ là tính từ. Bạn phải cẩn thận ha. Rồi, từ này chúng ta học ở destination B1 các bạn, B2 lặp lại luôn. Rồi. Rất nhiều bạn đã chăm chỉ làm bài nha. Bạn nào không hiểu câu nào hỏi thầy thích lại nha. Còn hiểu rồi bạn hãy đi học ngay bài mới, nghỉ ngơi chút xíu và học bài mới. Rồi, bạn chăm chỉ làm bài ha. Rồi, Thư Minh, Thiên Phú nè, Tom. Rồi, Thanh Hoàng. Rồi, Yến Vi ha, Phạm Viết Phi nè. Rồi, Lâm Phương nè, Hân Lê nè. Rồi, Thu Phương. Rồi, Ngọc Khánh ha. Rồi, bạn nào không hiểu chỗ nào hỏi thầy giải thích lại nha. Còn nếu như bạn đã hiểu rồi thì hãy đi nghỉ chút xíu và đi học bài nha. Rồi. Rồi, thầy sẽ chờ chút xíu nha. Bạn nào có câu hỏi nào thì hỏi thầy giải thích. Còn nếu hiểu rồi thì hãy đi ngủ nha. Đi học bài sớm các bạn, giờ còn sớm. Đi học bài. Rồi. Rồi, thầy chào anh Thư. Mai chúng ta học 9 giờ nha các bạn nha. Mai chúng ta học 9 giờ, mai thứ ba. Rồi, bye bye Đoàn Minh Kỳ nha. Rồi, bye bye Thu Phương. Rồi, bye bye Thiên Phú nha. Rồi, bye bye Viết Huy.
Rồi, thể bài Lâm Phương, Nguyễn Thảo nha. Rồi, bài Thiên Phú. Rồi, thể bài Sơn Đi Phạm nha. Rồi, thể bài Anh Kim My. Rồi, thầy xin chào tất cả các bạn nha. Và hẹn gặp các bạn vào 9 giờ ngày mai nha. Rồi, xin chào và tạm biệt tất cả các bạn.